Hello, xin chào các bạn, mình là Huy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chấm tròn theo kiểu comic style cực đơn giản và người ta hay gọi là tạo đối tượng head tool đó các bạn, trên cả phần mềm BS và lẫn AI luôn. Thì bước đầu tiên mình sẽ tạo một mình sẽ như một cái đối tượng mới, như một cái cơ sở mới. Sau đó mình sẽ vào gradient. Các bạn nhớ là gradient từ đen sang trắng nha. Mình sẽ kéo từ tâm ra bên ngoài để tạo cái gradient. Các bạn nhớ là gradient nó sẽ bao gồm những cái phần đen của mình thôi nha. Các bạn hiệu chỉnh cho nó hợp lý. Sau đó các bạn vào filter pixel layer và các bạn color hatten. Các bạn nhớ chỉnh thông số theo như trên cái bảng của mình là nó sẽ ok, nhưng mà nó đã ra những cái chấm tròn nhưng mà mình vẫn chưa có sử dụng được tại vì nó vẫn còn cái nền trắng. Để xóa cái nền trắng thì các bạn chọn vào select color ray. Các bạn chọn vào phần trắng để cho nó chỉ lấy những cái phần mà chấm tròn thôi. Sau đó các bạn ok thì những cái chấm tròn này nó sẽ được select. Các bạn bấm Ctrl Z để nhân đôi đối tượng. Sau đó các bạn xóa phần background. Đây, bây giờ mình sẽ có thể sử dụng được cái chấm tròn này cho nhiều cái mục đích khác nhau, ví dụ như là cho quảng cáo hoặc là cho những cái poster thể thao chẳng hạn. Còn đối với AI thì sao? Đối với AI chúng ta vẽ một vòng tròn 800 x 800. Các bạn nhớ là radiant đen ở trong và trắng bên ngoài. Sau đó tương tự BS chúng ta vào Fact, Pixelate, Color Hatten và thông số vẫn như lúc nãy mình làm. Nhưng mà bây giờ của nó vẫn chưa phải là vector nha các bạn. Cái này mình sẽ làm á là hoàn toàn là vector luôn. Còn hồi nãy trong Photoshop á, nó chỉ là một cái ảnh thôi. Còn đây mình sẽ làm vector cho các bạn xem. Chúng ta vào Object Expand. Sau đó chúng ta sẽ image chain nó. Chúng ta sẽ chain nó ra. Các bạn chain ở chế độ là High Fidelity Photo. Sau khi chạy xong chúng ta expand và xóa các điểm màu trắng bỏ. Bây giờ nó sẽ trở thành một cái vector để chúng ta sử dụng. Cái phần cách commit đến đây là xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhấn like, subscribe để mình làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.